mới đầu tư cái vàng đó hay gì chị? Trời ơi, phải đầu tư bên buôn buôn này nè. Đó, dữ lắm mà vậy đưa vậy mình cũng không biết xài luôn. Đó, cho em coi thôi. Đầu tư cho mình vô cùng đâu biết xài đâu, hôm qua mở ra hát không biết chỉnh sao luôn. Lên coi. Cái vàng này là xịn sò lắm luôn á chị. Chào chị. Chúc một buổi sáng thật là tốt lành. Sáng gì chưa chị? Chưa, em mới dậy. Mới dậy luôn hả? Thương lắm. Xong rồi đó. Này nhìn thấy đen dữ ta. Vậy đúng không? Mấy này chạy đỡ không anh? Chạy giờ cũng tạm thôi, ngày kiếm trăm trăm mấy. Rồi bị mình không có ba phần lái, mình mới mượn giáp của ông anh, ông anh vợ. Rồi bị cái nó nổ cái cuốc đó, mình qua mình rước cho nó xỉn. Nó tiện xong rồi cái nó vô nó chơi, nó không đi, nó kiếm chuyện, nó quýnh mình. Không quýnh anh luôn hả? Ừ. Xong rồi nó còn vô áp, nó báo cáo nó là mình đánh nó xong rồi áp nó thấy nó quên dám sao nó phá luôn áp luôn hả? Ừ. Trời ơi, làm nghề gáp cũng khổ quá ha. Ủa em nhớ là áp của mình có, nhưng mà mình cũng có một cái có người quản lý app của mình, người ta cũng phải tìm hiểu lại có đúng hay sơ hở hay không người ta mới phá mình chứ, người ta phải rồi người ta cũng sẽ mở lại cho mình chứ, đúng không? Đâu mình mượn của anh rồi cho tỷ á, em hỏi em cũng có chạy cái app này nè, là mình sẽ có một cái người quản lý mình luôn đó, lỡ mà mình sai cái chỗ nào mà người ta phải hỏi là mình có đúng hay không, chứ không phải là theo một phương diện của người bên kia xong là mình phải chịu là không đúng. Không, cái gì nó khóa hẳn luôn. Khóa hẳn luôn hả? Nó vừa báo cáo nó khóa hẳn luôn. Thì đó thì mình cũng quyền điện thoại lại cái người mà cung cấp app cho mình mở lại. Ông anh giờ ông đi làm, ông rồi chết ở Đắk Nông rồi, ông không có gì kịp. Rồi, gì thua? Thua chị Long ơi. Thì lon này xuống sớm à. Chị ơi ngày mai mấy giờ đi chị? 7 giờ hả? 6 giờ mình lên đây được rồi. Đi gì ạ? Đi theo chị. Trời ơi, đi Đồng Tháp mà. Về Đồng Tháp luôn mà. Ờ, đi Đồng Tháp luôn hả? Đi xuống dưới chơi. Xuống nhà. Xuống dưới chỗ nào, cái nào? Xuống nhà anh Chánh chơi, lâu lâu quá. Xuống dưới chỗ Chánh cho quay thì quay, không quay thì không cho, thì quay vòng vòng chơi thôi. Dạ. Không nhát lắm vậy, không chịu à. Dạ. Mấy anh em xuống chơi thôi. Dạ. Thì... Bữa nay chị có đi, bữa nay em nghe. Rảng chơi chị. Thôi, ở đây vẫn cũng chi. Lễ đồ ở phường hay hay làm cái này lắm. Nít đó cho nít. Hè hè đi con. Ừ, tới xuống đây rồi chứ mình. Bắt đầu hè đây. Rồi, chứ mình cũng vậy. Ngày mai á rồi. Mát không chị Lo? Hả? Đây tay mát không? Mát. Mưa quá trời. Mưa đó, mưa mấy đám nó mát liền à. Dạ mưa chứ mà nó ngẩn không nhớ mưa trời ơi. Dạ. Ngày mai mấy anh em cũng đi theo. Cái nào quay được thì tụi em quay, không được thì thôi. Vô ngồi tránh cho. Dạ. Cũng là mấy anh em quay trước nhà không à, không có người nào lạ. Dạ. Vậy như mình dự á. Tụi em cũng chỉ muốn là quay những cái cảnh đẹp ở dưới Đồng Tháp thôi, sẵn đi theo chị. Chia sẻ vui. Đây cho trời đất cao quá trời. Cao nhiều. Thấy qua giờ quay phim đồ dưới quá trời luôn. Quay quá. Dạ. Như hồi tối. Như hồi thấy quá trời dưới. Như hồi tối là tắm bà đúng không ta? Có bữa ra dưới đấy.
này dưới này là 30 không ta? Không phải. Không phải. Nhưng mà nó ca hoài luôn nha chị Loan. Nó ca suốt luôn á. Ca cũng 6-7 bữa đó. Dạ. Không thì dưới quê tránh nó coi. Dưới xứ. Về dưới em muốn quay về quê đó. Về dưới kêu chú Chánh dẫn chị Lon đi bắt cá. Không mà gió nó thiền thiền gì. Hỏi hỏi ăn gì không? Biết biết bữa đó nấu cho ăn đấy. Ôi vậy anh nấu đại cái cơm ăn được rồi ăn xong rồi mấy đứa ở chơi với anh tới tối rồi đi về châu đốc chứ có ở lâu lâu đâu. Không có thời gian nữa. Dạ. Hồi đó là mẹ. Mua chuột cho tôi ăn đi. Chị Lon khoái ăn chuột nữa mà. Chuột nó ngọt của mình để nó để nướng với lại. Rồi mấy món đó mà sướng nha. Mình hai mình hai ấm được. Ở dưới hả? Ừ. À, cũng gần hết tháng rồi. Lặn vô để sợ luôn cho. Ở dưới Đồng Tháp là nó có cái gì là nó gọi là đặc sản ta. Gì biết không? Thì vô đi chơi. Hả? Chuột. Không biết đợt này mình đi về dưới mình mua gì cho tránh được ta. Nha. Đợi xíu, đợi xíu. Chị Lon đưa gì cho anh kìa. Quà, quà luôn hả? Nhãn, nhãn. Cái nhãn vàng. Quá trời. Chạy từ bến sông lên kia. Chị Lon lấy quà cho anh Gáp đó cả nhà. Lắc kỳ đi. Kỳ dữ quá. Nó sửa đầu tim. Về để chín ăn nghe cái này còn sống á. Đã nha. Anh nói là rất là vui luôn. Sáng nay chị Hồng Loan chia sẻ cũng rất là nhiều cả nha. Dạ. Chị bữa nào mà có hàng đi không kẹp hú em chưa? À. Không có nào giao bưu điện không mà, ít ở ngoài lắm. Không có, ở Sài Gòn á. Sài Gòn thì của bên mình nhiều. Trời. Mới đầu tư cái vàng đó hay gì chị? Trời, phải ông có đầu tư bên buôn này nha. Đó, dữ lắm mà vậy đưa về mình cũng không biết xài luôn. Đó cho em coi thôi. Đầu tư cho mình vô cùng đâu biết xài đâu, hôm qua mở ra hát không biết chỉnh sao luôn. Bên bạn coi. Cái vàng này là xịn sò lắm luôn á chị. Bên bạn coi. Không biết buồn hả? Hả? Bên ông Hải không thích về nè. Bữa hôm giờ chị hát cái này chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Thì hôm bữa qua bển hát cái này nè. À. Rồi thì ảnh biết chỉnh chứ em mình đâu biết chỉnh đâu. Vậy hôm qua mình chỉnh lên cái không có nghe nhạc luôn mà tiếng không. Hát không ra gì luôn không. Sáng mai là tầm 7 giờ là chị Hồng Loan đi cả nhà. Để xuống chú Chánh. 6 giờ mình lên. Cho tụi cũng sớm xíu chắc Phú lỡ xe anh em nào hư thì hãy đi rước, đừng có tranh thủ cận giờ quá. Nhưng mà sáng cũng thấy bên chị Lon cái nhà.